Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã vừa quyết định xử lý hơn 16.000 xe ô tô kinh doanh vận tải trên địa bàn thủ đô để thiết bị GPS hay còn gọi là hộp đen trên xe dừng hoạt động. Trong số này thì có nhiều xe chở khách, xe buýt và taxi bị thu hồi phù hiệu dừng hoạt động một tháng. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, qua các đợt kiểm tra, giám sát trong tháng 4 2017, Sở này đã phát hiện có tổng cộng 16.610 xe ô tô kinh doanh vận tải để thiết bị GPS không hoạt động, truyền dữ liệu thường xuyên, Việc để hộp đen trên xe bị tê liệt thời gian dài đã vi phạm các quy định của Bộ Giao thông Vận tải về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS để phục vụ công tác quản lý. Do đó, sở này đã quyết định thu hồi phù hiệu 1043 ô tô chở khách trong vòng 1 tháng do có thiết bị GPS không hoạt động trên 30 ngày. Việc thu hồi phù hiệu đồng nghĩa với việc các xe vi phạm phải dừng hoạt động. Trong hơn 1.000 ô tô chở khách vi phạm, có gần 120 xe taxi, 51 xe khách tuyến cố định, 12 xe bus của các hãng hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội và 147 phù hiệu xe container riêng các trường hợp xe khách có thiết bị GPS không hoạt động dưới 30 ngày, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản nhắc nhở